Chào tất cả anh em đã trở lại với kênh Duy Khải Gaming nha. Và Duy Khải chúc anh em buổi xem video vui vẻ mọi người. Video này Khải tiếp tục lên đó mọi người. Hiện tại đang top 6. Chung này Khánh thắng khoảng 8 đến 10 trận nữa sẽ lên được top 3. Sẽ lên được top 4 chứ. Sẽ lên top 3, top 4. Tạm giờ đang top 6 nè. Coi hôm nay gặp ai đây. Ok, 1 phút, 1 phút. Chưa đi thì khoảng 5 đến 10 người anh em. Tối thì mới đông. Tối thì khoảng mười mấy 20 người ấy. Tối đánh thì khá là đông vui. Chưa thì khoảng 5 đến 10 người ít. Anh em đang xem ủng hộ một like cho nha. Chẳng thiếu gì à. Ok, một trận. Vô, trận 2 anh em ơi. Độ chất mẹ em mua. Kiều Diễm. Ok. Ok. Nghiệp Kiều Diễm thì đánh nhanh em hàng 300 mấy. 1.200 đam, 4.800 đam, 1 đam chết luôn. Ok, quốc trọng 3 thôi anh em ơi. Đồ hôm nay vô cũng khá là đông đấy. Cố gắng anh em ơi, cố gắng mùa này lấy top 2, top 3, top 4 rồi. Không biết như thế nào đây. Thiên Trang hôm nay không đi anh em ơi. Cố gắng bắt Thiên Trang mà không thấy. Thiên Trang còn 10 trận thôi. Phải giết ổng một trận thì mình mới ra có top 2 nè. Hôm qua giết một trận rồi. Bữa giờ là tính ra cao thủ như là Thiên Trang thì mình ăn được 2 trận, 2 lúa mà ăn được 3 trận rồi. Giờ đang bắt Thiên Trang một trận đó là có cơ hội mình lên top 2 nữa. Có cơ hội mình lên top 2. Như à, ông này đó. Ông này là biết sao không? Mới mua cục 200 triệu kinh nghiệm của ổng anh em. Ông này chắc mới 9x 19x thôi. Khả nghi chứ mới 9x thôi. Đánh được tiểu lý phi đao như thiệt. À, rất đáng tiếc gặp mình là chịu rồi. Đó, đường môn tiểu lý như nè. Đường môn nhịp hồn như nè. À, còn trận cuối nữa. Rồi, à, ok. Cố gắng bắt Thiên Trang một trận thì may ra mình được top 2 nè. À, Thiên Trang hiện tại giờ còn 10 trận vẫn chưa đánh nè. Thua, nói chung Thiên Trang thua Khải 2 trận rồi. Thua Khải 2 trận rồi. Mình cố gắng bắt ổng rồi may ra mình lên được top 2. Anh em cùng xem. Đó, Khải đang top 6 nha nè. Đó, 26 thua 5, Thiên Trang thua 4 rồi nè. Thiên Trang mà thua Khải 1 trận nữa Khải có thể lên được Thiên Trang. Tại vì cái thời gian tích lũy Khải thấp hơn. Ok, còn hơn mười mấy trận nữa thôi. Cố gắng đánh lại cái dòng sáng cho anh em xem. Đó, cho anh em xem cùng xem sơ qua. Đường môn Vũ Kim Bảo thì đánh trước rồi nè. Khải sau lại anh em xem nè. 48, 45. Lúc Khải đánh thì ông này đã đánh xong 48 trận rồi nè. Nên là không có cơ hội gặp. Không gặp lần nào cả. Chỉ có gặp hai lúa Thiên Trang này nọ thôi. Tiếp tục là Nobi Chuối. Nobi Chuối thì Khải thu ông này 1 tháng 1. Ông này đồ thì không được ngon ấy mà bơ ca khá là tốt nè. Nobita này đồ thì không được ngon nhưng mà bơ ca khá là tốt. Ông thì bận 3 món phòng thủ nè. Sinh lực hơi thấp chứ không được VIP. Nói chung là hàng 2 số hay sao đó. Cũng được, bơ ca cũng khá là tốt. 41 thu 7.
ông Hai Lúa còn thua cả Nobi hay sao á, nói chung là không rõ lắm, nhưng mà ông này bờ ca khá hay. Thiên Trang đó, 3-4 thua 4. Khải cố gắng dập Thiên Trang một trận nữa là Khải có nguy cơ lên top 2 vậy nè. Tại vì ông Nobita thua 7 rồi. Đó, đây Hai Lúa cũng thua 7 rồi, Thiên Trang thua 4, Khải thua 5. Đó. Hiện tại bây giờ đua top thì chỉ có những cái tên đó thôi. Nobita này, Thiên Trang này, Hai Lúa này, Khải này, đó là tranh giành top 2 3 4 nè. Tranh giành top 2 3 4, còn top 1 thì không giành được nè. Đó. Còn những người bên dưới thì không đủ tiêu chuẩn lên top 4 này. Bảo này thua 18 bảo cho điên. Tiếp tục này, Xây Xây Xỉu thua 19 thằng 8 29 thua 20 hàng 9 thua 20 tháng 21. Đường Hạo thua 28 đó nè, nói ra chung thì tầm này cơ hội lên top 2 3 4 thì có nè, nhưng mà phải bắt được Thiên Trang một trận nữa. Một là Khải bắt, hai là người khác bắt nữa nè. Đó. Thiên Trang chỉ cần thua một trận nữa thôi thì Khải hơn điểm Thiên Trang như nè, Khải sẽ hơn Thiên Trang. Từ đây đến cuối nếu mà Khải win hết thì ok. Chỉ mong sao win hết đừng có bị cúp điện này nọ là ok nè. Cái tầm này đồ này thì đánh ok rồi. Thua mấy trận đầu thì ba trận đầu đã nhỏ nhỏ là không mang xếp phòng thủ á. Thì như chưa gặp. Kiều Diễm thiếu tiền tiêu ở đâu, thiếu tiền tiêu ông nào để coi thử. Kiều Diễm thì gặp rồi, thiếu tiền tiêu, Kiều Diễm gặp rồi. Tầm này những giờ cuối nha em, những ngày cuối cùng rồi, nay ngày 25-26 rồi, nên là chỉ còn vài cao thủ đồng môn chưa đánh thôi, còn lại đa số người ta cũng đánh từ sớm rồi. Tâm tâm tổng tầm trưa này khoảng được 10 ạc được một ấy, tối thì khoảng 15-20, tối thì đông hơn. 16 kiểu đánh ai ạ? Ơi chẳng cố gắng làm cái hết chít nữa đẹo em ơi. Còn nhường à, thiếu tiền tiêu là toàn ngờ đấy. À, thiếu tiền tiêu là linh. À, ok, nói chung thì tháng 4 trận rồi nè, nói chung là còn vài trận nữa thôi, cố gắng lên tập tập 2 nếu như thắng được Thiên Trang, thắng được Thiên Trang lên tập 2 vậy nè. À, ok, dừng video tại đó nha em ơi, 16 trận nữa thôi. Tối nay sẽ là sao đây, hiện tại có cao thủ Hai Lúa Thiên Trang đầy đủ rất là đông, sẽ xỉu. Ok, chuẩn bị thôi anh em ơi. 1 phút. Không gà, không gáy. Ngập bỏi ngon. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Ok, vô trận 2 năm ơi. Tối nay khá là đông. Rất là đông. Xoay vào đi. Một phút. Anh em xem đừng quên một like chia sẻ cho anh em. Dù cho thế gian kia đổi thay, bao sông tuyệt phu đời trai, đừng ta đi bao nhiêu trong gai, từ đôi bàn tay một mai xuân dày. Mai sáng sớm trên vai đời anh hùng, ta đi mang chí trai bình thi. Đụng gặp thiên trang này mày. Ok, cố gắng bờ càng hết sức. Uầy, trận quá em ơi, đủ hai trận hết máu, quá hai trận vãi lên. Uầy, trời ơi, còn 980 giọt, trận trước thì hết máu còn vài giọt thôi nè. Vẫn là cái gì gọi là đủ, ông là ông thì ông cố gắng ông chơi mình nè. Ủa sao mình dính đam gơ thì muốn đâu gơ lắm nhỉ. Mới thắng thiên tràng vào đó hên quá nè mày, nói chung là hên đấy. Mình vừa hết rừng máu luôn nè. Và đó mình trụ đam nhồi luôn. Hết rừng máu một chỗ. Quá mày. Thiên trang thun đam một nhà nè. Chung là pha đó gọi là mình hên đấy. Trận đó là vừa rồi mình hên, mình hết máu mình hên. Còn có 900 máu dục dọ à. Quá hên. Gạt ổng thiên trận là có cơ hội lên top 2. Có cơ hội lên top 2 nếu win hết nha nè. Nếu win hết không thua trận nào thì Khải sẽ chắc chắn top 2. Còn nếu mà thua thì sẽ top 3 hay top 4. Nếu mà thua thì sẽ top 3 hay top 4 đó. Còn 2 trận nữa với lại 10 trận nữa thôi, 12 trận nữa, 14 đi 2 trận tối nay nữa là còn 12 đi 2 trận tối nay nó còn 12 rồi, 1 phút nữa mà. Rất là đông, tối rất là đông. Say chịu độ cao thủ ấy. Hàng 200 mấy, ok. Cố gắng nha anh em. Tăng đam luôn nè. Gặp máy hôm nay thì mình trụ đam mình nút nhanh cho nó nhanh. Xế xế xíu. Cái máy người này thì cấp hơi thấp nè. Hàng 300. Trong đó cũng được đấy.
Anh Lùng Đam coi còn khỏe không? Sấy mình thấy mình thốn á, giỡn nè. Đường môn sấy mình khá là thốn nè. Mình bị dính đam 4.800, 12.000, thu mình gấp 3. Thu mình gấp 3 đây. Đủ nói trong một thôi, 37.45. Mang nói dùng một cách hai giọng phí quá. Ai gặp luôn. Trời đất ơi. Ok, Win 4 chặn nha anh em. Rồi, tiếp tục rồi, anh em xem đừng quên ủng hộ một like, chia sẻ nha anh em ơi. Tại hôm nay có cơ hội lên top 2. Anh em cùng xem nhẹ và top nha. Tại Novi Chuối thua 7 thì coi như bỏ qua đi. Novi Chuối này may mắn thì có thể được top 4 rồi nè. Tầm này thì không ai lên nữa rồi. Hai lúa thua 8 rồi. Hôm nay chắc chắn là rất không top 4 là chắc rồi. Thiên Trang thì lúc nãy thua Khải thêm một trận nữa. Ôi, Thiên Trang lại thua thêm một trận nữa. Woo, top 2 rồi. Ờ, ai với anh Thiên Trang vậy ta? Thiên Trang vừa rồi thua 5 thành thua 6 rồi nè. Rồi Khải top 2 nè em ơi. Bây giờ mà Khải win hết, thật là Khải thua một trận vẫn có thể tỷ lệ top 2 nè em, tỷ lệ top 2 của Khải đang khá là cao. Đấy nè em ơi. Đó, thấy chưa? Thiên Trang chỉ còn vài trận nữa hết rồi nè. Thiên Trang ông còn vài trận nữa ông hết rồi. Đây. Đường môn còn 6 trận nữa thôi. Ôi, ông vừa thua ai vậy ta? Ôi, may cho mình vãi. Ông vừa thua ai á, làm cho ông này auto bây giờ rớt top 3 rồi nè em ơi. Bây giờ ông top 3 rồi. Cơ hội top 2 dành cho mình rồi nè em ơi. Cơ hội top 2 dành cho mình hết 90% rồi nè. Hết 80-90% rồi. Đó. 36. Mình 31 này, đó thấy chưa? Cơ hội cho anh em ơi. Đừng có ai vừa ăn vậy. Ai vừa ăn Thiên Trang vậy ta? Sấy. Ông nào mà mình vừa ăn con gà không gáy nè. Thiếu thì Thiên Trang. Thiên Trang vậy ta? Tướng 2k đồ. Ông tướng 2k gơ nha. Đồ ông này ông ăn mình 2 trận anh em. Ăn mình 2 trận, ăn luôn Thiên Trang một trận này. Ngon ngon. Được được, đúng là cao thủ anh em. Kỵ tay sao anh em? Kỵ tay đó. Mình gặp ông tướng 2k mình toàn thua anh em. Gặp ông tướng 2k 2 trận này toàn thua. Ông lại thua 2 lúa. Mình lại ăn 2 lúa 3 trận rồi. Mình lại ăn 2 lúa 3 trận rồi. Ông lại thua 2 lúa. Rồi giờ ông lại ăn được Thiên Trang. Đúng là kỳ tay nè. Ok nha anh em nha. Xem đừng quên một like chia sẻ nè bây. Hai lúa tầm này auto top 5 rồi. Auto hai lúa rớt top 5 rồi. Không lên được này. Thua 8 trận top 5 rồi. Bây giờ mày ra đè Thiên Trang xuống nữa. Mày ra hai lúa quá tốt. Vậy thôi. Mà cơ hội cũng thấp. Tại vì chỉ còn 6 trận thôi. 6 trận thôi nên là không khó. Ok. Cơ hội top 2 mình khá là cao. Cơ hội top 2 mình thì mới mua thua 5 thôi em ơi. Ok. Cố gắng thôi. Vô trận 3 thôi em ơi.